Dù biết bạn gái mới quen chưa đến 13 tuổi, nhưng Trương Việt Đức vẫn đưa người yêu vào nhà nghỉ để làm chuyện người lớn. Công an thị xã Sơn Tây vừa khởi tố vụ án đối với Đức về hành vi hiếp dâm. Chiều ngày 4 tháng 8, Công an thị xã Sơn Tây nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1979, ở Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội, về việc con gái chị Lan là Lý Thị Hát, sinh năm 1999, vừa bị đối tượng Trương Việt Đức, sinh năm 1994, ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, hiện đang là học sinh trường Võ Thuật Bảo Long, có hành vi hiếp dâm cháu Hát ở nhà nghỉ Quy Ca, xã Cổ Đồng, thị xã Sơn Tây. Sau khi nhận tin báo, Đại tá Trần Quang Lịch, trưởng Công an thị xã đã trực tiếp chỉ đạo thành lập 3 tổ công tác tiến hành xác minh nguồn tin, xác định địa điểm xảy ra sự việc và truy xét đối tượng Trương Việt Đức. Sau 6 giờ điều tra, Công an thị xã Sơn Tây đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Việt Đức về hành vi hiếp dâm trẻ em. Tại cơ quan công an, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi đưa cháu Hát vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục khi biết cháu Hát chưa đến 13 tuổi. Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Việt Đức để lập hồ sơ xử lý.